Mở nhà hàng chay, tránh được hỏa hoạn. Vào năm Dân Quốc 63, tại đường Hưng Trung, thành phố Đài Trung đã xảy ra một vụ cháy nổ khiến lòng người kinh hãi. Trên đường Hưng Trung có một cơ sở sản xuất pháo. Đối diện xưởng sản xuất pháo là hai nhà hàng chay nằm cạnh nhau. Chào anh, xin mời vào trong, mời vào bên trong dùng cơm ạ. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm đó, tại xưởng sản xuất pháo trên đường Hưng Trung, thành phố Đài Trung, đột nhiên xảy ra một vụ nổ long trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Không xong rồi, xưởng pháo phát nổ rồi. Lúc đó lại là thời điểm có rất đông người trong khu chợ. Người đến người đi tất bật nhộn nhịp. Vụ nổ xảy ra bất ngờ, khiến cho toàn bộ khu chợ từ đầu đường cho đến cuối ngõ hiện ra một cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng la hét kêu cứu không ngớt ở bên tai. Mau chạy đi thôi, phát nổ rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ngọn lửa lớn từ xưởng pháo cháy lan sang rất nhiều tiệm tạp hóa ở hai bên đường. Mọi người mau đến đây, mau đến chữa cháy đi. Hãy mau gọi điện cho bộ phận chữa cháy ngay. Lửa quá lớn, mau chạy đi thôi. Phải làm sao bây giờ đây? Tiêu rồi, toàn bộ tiêu tan hết rồi. Anh à, anh hãy mau rời khỏi chỗ này. Ở đây nguy hiểm lắm. Phải sau mấy tiếng đồng hồ quyết liệt chữa cháy, ngọn lửa lớn cuối cùng đã bị dập tắt. Nhưng toàn bộ những tiệm tạp hóa ở hai bên đường đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hoàn cảnh khác nào một khu chợ hoang tàn. Người đi đường, kẻ thì chết, người thì bị thương, nằm la liệt vô cùng thê thảm. Chào ơi, thật là quá thê thảm quá. Cả một khu chợ bị cháy rụi hoàn toàn. Hả? Anh hãy nhìn hai cái nhà hàng chay đó kìa. Hả? Điều này thật sự không thể nghĩ bàn. Hai cái nhà hàng chay này nằm đối diện xưởng pháo nhưng lại không bị tổn hại gì cả. Từ từ nào, từ từ thôi nào. Đừng hoảng sợ, đám cháy đã bị dập tắt rồi. Hả? Người trong nhà hàng các cô có ai bị thương không? Nhờ Bồ Tát phù hộ nên không có một ai bị thương cả. Hai nhà hàng chay nằm đối diện ngay xưởng pháo, vậy mà không bị lửa thiêu cháy. Còn các cửa hàng khác trên con đường này không cái nào tránh khỏi được tai họa. Chỉ có hai nhà hàng chay này là an nhiên không việc gì xảy ra. Nhân viên và khách trong nhà hàng cũng không hề bị tổn thương một chút nào cả. Nói ra thật là bất khả tư nghị. Mời mọi người mau chóng rời khỏi đây đến một nơi an toàn nào. Thật là nhờ Bồ Tát phù hộ nên người trong cửa hàng chúng con được an toàn không bị rủi ro. Cô là chủ của nhà hàng chay sao? Đúng rồi ạ. Nhà hàng chay của các cô có thờ phụng Bồ Tát phải không? Sao bà lại hỏi như vậy ạ? Nhà của tôi ở trên lầu cách con đường này không xa lắm. Khi hỏa hoạn xảy ra, tôi ở trên lầu tận mắt nhìn thấy một ông lão toàn thân mặc y phục trắng, hình như đang đứng trên nóc nhà của các cô vậy. Tay trái cầm phất trần, khi ngọn lửa cháy lan đến mái nhà của các cô, liền bị ngài quạt đi. Tôi nghĩ nhất định là có một vị Bồ Tát đang bảo hộ che chở cho các cô, nên nhà hàng chay của các cô mới có thể an nhiên, không xảy ra việc gì, thoát được tai nạn này đó. Do vụ nổ của xưởng sản xuất pháo đã dẫn đến một vụ cháy lớn, khiến cho toàn bộ khu phố đều bị cháy rụi cả, hoàn toàn không thể nào nhận ra được. Hơn 30 người tử vong tại chỗ, duy chỉ có hai nhà hàng chay này là an nhiên không xảy ra việc gì. Nhân viên và khách trong nhà hàng không có một ai bị mảy may tổn thương cả. Nói đến thật là việc bất khả tư nghị, một thảm họa lớn như vậy mà có thể bình an vô sự. Đây thật sự là Phật Bồ Tát đang âm thầm bảo hộ cho chúng ta.
Nam mô